Mời anh Quỳnh Linh lên. Trời ơi. Mẫu người của em tìm như thế nào? Cũng khùng như đám đông anh ơi, em cũng hơi khùng khùng á. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, đã ổn định chỗ ngồi. Và mời bạn nữ giới thiệu về mình trước. Dạ, em là Hường Thị Minh Tuyền, năm nay 24 tuổi. Em đến từ Đắk Lắk. À, Tuyền đang làm công việc gì? Dạ, em là nhân viên bán hàng của siêu thị Ministop. À, mình vào thành phố lâu chưa? Dạ, cũng được 2 tháng, 3 tháng rồi. Mới vô đây có 3 tháng à? Dạ, trước đó thì cũng có, nhưng mà em đi làm ở nơi khác, xong rồi em lại quay lại đây. À, mới vô có 3 tháng đi tìm người yêu rồi ha. Nào, bạn trai. Em tên là Trương Xuân Hùng, năm nay 24 tuổi. Hiện đang là nhân viên kinh doanh. Quê gốc của em thì ở Quảng Bình, nhưng mà hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Vũng Tàu ạ. Ủa, vậy là mình lại ở Vũng Tàu, không? Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, nhà em thì ở Vũng Tàu luôn chị. À, em mới lên. Dạ. Mới lên sáng này luôn hả? Dạ, dạ. Bạn mới vô 3 tháng, bạn mới lên ngày. Cái này cũng có gì. Ai mốt mình hẹn hò sao bạn trai? Mà bao lâu thì bạn lên thành phố Hồ Chí Minh thăm bạn gái một lần được? Cứ một tuần lên lần được chị, tại vì cũng gần chị thôi. Giờ Vũng Tàu gần mà. Đi xe chạy chút xíu tới gì đâu ha. Tàu cách ngầm tiếng 15 phút. Mà mình có ngại gì không? Mình muốn bạn trai thăm mình tuần mấy lần? Anh rảnh lúc nào thì thăm được thì thăm thôi chị. Giờ ví dụ ta không thăm ta ở luôn được không? Dạ, vậy tốt quá. Dạ, tốt được. À, rồi bây giờ giới thiệu về mình một chút xíu nè. Dạ. À, điểm mạnh và điểm yếu của em là gì? Em nghĩ là em hát tốt, tại vì mọi người khen em hát cũng được. Em cũng biết chơi guitar. Nếu như mà có thời gian em nấu ăn, em cũng nấu cũng ăn được. Chứ như vừa nấu ăn, vừa đàn, vừa hát được không? Dạ, chắc không. Rồi, vừa đàn vừa hát. Dạ, em cảm ơn chị. Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. Da 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 na 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 na. Đêm thì nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình còn gái phải làm sao? Trời ơi, trời ơi, ơi trời ơi. Ấn tượng rồi đó. Vậy là quá xuất sắc rồi, hay quá. Rồi. Rồi. Bài hát gì trời ơi không à? Em biết đàn hát không? Dạ, em biết cái khác. Em có thể chơi được nhiều môn thể thao. Có thể biểu diễn võ. Võ đi, biểu diễn võ đi. Biểu diễn luôn. Biểu diễn võ đi. Đứng lên biểu diễn. Mời anh Quỳnh Linh lên. Trời ơi. Cái này có thể... Cái này các bạn nữ có thể tự vệ. Các bạn nữ mà bị nắm tay giống như là... Tự nhiên anh Linh nắm ngay nữ phải không? Anh Linh nắm ngay người dê. Cô nắm tay chứ. Bên đây giống ngay nữ. Ví dụ mình bị nắm tay đi bên này. Anh nắm tay ta đi, anh dê ta đi. Nắm tay như là mình mà càng dạy dụ thì sẽ càng chắc. Mà cục tên này kéo ra là tự bung thôi. Rồi mình chạy. Tướng này đẹp trai lắm á. Thôi cũng thấy coi. Đi một vài đường đi, đi được mà. Sao sao quần này có độ giãn không? Dạ có độ giãn. Ờ, được được. Như bữa anh kia lên đá tét quần rồi đó. Thì bỏ giày ra đi. Bỏ giày nó hôi lắm. Rồi. Ví dụ mình đứng cái thế này quay đá. Cái này hoặc là em quay con đá hết được đá hết nó cong trúng. Cũng được cũng được, thấy cũng dạ. Được. Hỏi đàn trai thoải mái. Em tự tin lên em. Hồi mai là vẫn khó chịu. Có điểm yếu nào không? Có điểm tật xấu gì không? Có tật xấu, nhiều khi em mệt quá em ngủ, nhiều khi còn có ngáy. Ngáy? Dạ. Chưa điểm nó chưa yếu đâu. Ngáy nhiều người ngáy lắm. Thì nào ngủ đá dầm mới sợ. Ngoài cái tật đó ra còn gì nữa không? Không khó chịu, biết ai làm sai với em nhiều khi em cũng khó chịu, nhưng mà em nói ra là thôi. Đàn ông mà khó chịu làm chi? Ông ví dụ làm sai ý mình vậy thôi vậy chứ nói ra là thôi chứ không có để bụng hay là. Thích người bạn gái thì sao? Nói chung là dễ nhìn, cao cỡ 1m57 trở lên là được chị. Em cao nhiêu? Em cao 1m74 chị. Còn về vóc dáng thì mập hay ốm gì cũng không sao. Tại người ta nói mập thì đẹp mà ốm dễ thương, còi xương thì dễ mến. Cái đó mình về mình nuôi được không sao hết. Không thích điểm nào ở người phụ nữ? Em không thích phụ nữ không biết chăm chút cho bản thân. Thôi ăn diện chút cũng được đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, cái đó không quan trọng. Tại vì phụ nữ ra đường thì cứ đẹp không đúng sao rồi, hết. Mình thích vậy nè. Dạ. Với lại không thích làm lố quá hay gì ở đám đông, thể hiện lố quá thì em cũng... Làm lố quá là làm gì, ví dụ? Mình đang ở đám đông mà ví dụ mình nhoi hay gì đó thì... Nhoi thể hiện tình cảm hay nắm tay nhau hay là hôn nhau một cái gì được không? Dạ được, cái đó bình thường gì. Bình thường hả? Dạ.
Thôi đừng có hỏi nữa, người đàn trai hỏi hết thôi. Mà Mai cứ ngô một số mối đàn trai hoài. Đàn trai cũng đẹp trai lắm chứ bộ. Hơi mụn nhiều đấy. Dạ. Ủa vậy thì hả? Em muốn tìm mẫu người đàn ông như thế nào? Về tính tình hay về vóc dáng như thế nào không? Cao to hơn em à. Em cao 1m63 mà em nặng tới 58, gần 60 rồi. Thôi hơi lố ha. Dạ. Kìa thằng trai quá. Nhỏ. Ô trời ơi, dễ thương quá. Anh đây đẹp trai lắm. Điều cái tuổi vậy thì nó hơi nổi mụn nhiều thôi. Cái mẫu người của em tìm như thế nào? Cũng khùng dưới đám đông anh ơi, em cũng hơi khùng á. Em thích khùng dưới đám đông. Kiểu như em không đi chơi thoải mái, em không có suy nghĩ xung quanh. Em cứ nhiệt tình, nhiều khi tính em nó cũng hơi lố. Phụ nữ hiện đại là phụ nữ cần năng động. Ở trong giữa đám đông mình có thể hiện cá tính của mình. Dạ. Mình làm cho người vui chứ không có gì đâu quá đáng. Miễn sao mình kiểm soát được rồi. Dạ. Em có tật xấu gì không? Em ăn nhanh. Không sao, ăn nhanh nó bự vậy chứ. Dạ. Em không có thùy mị. Lúc hát đó. Vậy giọng được rồi. Ấm, nồng đàn. Đồng em nói mà. To lắm, đi chơi em nói to lắm. Có sao đâu, chị cũng nói to nè. Rồi, điểm mạnh là hát hay ha. Bạn gái bên kia là một người con gái hiện đại, năng động. Cũng dạ. Có một chút xíu tài lẻ mà có thể làm hấp dẫn đối phương rất nhiều. Dạ. Mình sẽ tham khảo ý kiến người thân để xem sao. Dạ. Bạn đi với ai không? Dạ, hôm nay em đi với bạn thân của em. Lúc nhìn đầu tiên lên sân khấu á, thì em nhận xét là em nhìn thấy cái vẻ hiền của chị. Thứ hai nữa là nhìn chị hơi thật thà. Và có nhiều cái tố chất giống bên đàn trai, là như là thích nấu ăn, thì hai vợ chồng có thể sau này hợp với nhau thì chia sẻ với nhau. Đàn gái có nói là như làm gái làm lố quá, thì có thể mà sau này về khi mà tìm hiểu với nhau á, thì em nghĩ tình yêu có thể chỉnh sửa lại được. Nhưng nãy giờ em có thấy chị ấy lố không? Thật ra thì không phải là lố đâu, tại vì cái đó là cái bản tính mình nói nhanh với lại có thể là nhiều chứ không phải là lố. Đúng rồi, đâu có gì lố. Đúng đâu. Không phải là lố. Dạ. Đúng không, tự nhiên đang ngồi thì không được. Dạ. Còn ví dụ như mình hát lớn lên mà hát hay thì ok, mình múa, dạ. Mình múa đẹp, mình có quyền. Đúng rồi. Bạn gái. Cảm ơn bạn thân. Dạ, em đi với mẹ với em gái. Theo má nhận xét thì thấy bạn chơi của con cũng thấy cũng được. Có duyên có số thì vừa lấy nhau thôi. Con cũng có cho nhau một cơ hội đi. Rồi tìm hiểu, nếu mà cảm thấy được thì đi đến. Bé Tuyền cô là cái tính nó nóng tính, nó thẳng tính lắm. Ai mà không biết thì ghét nó, nhưng mà khi hiểu rồi là rất là thương nó. Dạ. Rồi em gái, em thấy anh để tương lai thế nào? Không đẹp, không có xấu, nhưng mà nhìn dễ nhìn, sạch sẽ. Em gái thiệt tình quá. À, cảm ơn em. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp nhau thử xem. Kéo màn. Và muốn tặng em. Dạ, em cảm ơn. Em cảm nhận về anh như thế nào? Có mụn giống em. Không sao, mụn thì sau này nó sẽ hết thôi. Dạ. Không sao đâu. Dạ, dạ. Bạn cảm nhận bằng trai thế nào? Dạ, cũng sáng sủa. Rất sáng. Sáng thôi chứ không có sủa đâu nha. Dạ. Dạ, thấy không có cái gì nó xa quá. Dạ, em thấy gần gũi ạ. Nhìn em thì dễ thương, anh thích. Nhưng mà tại, cảm ơn anh. Tại lên đây run quá, anh cũng không biết nói gì nhiều quá. Anh tương lai có tính ra đây làm không ạ? Hồi trước anh cũng có làm ở trên Sài Gòn, nhưng mà tại vì nhà anh thì có mình anh con trai thôi. Anh có một người chị nữa. Dạ. Nhưng mà anh muốn ở gần ba mẹ, nhiều khi chăm sóc cho ba mẹ. Tức là gắn bó ở Vũng Tàu anh? Do hai bên thôi, thỏa thuận như nào. Tương lai có thể là em về quê, về Đắk Lắk á, tuổi má em cũng cao. Sau này không làm được thì giao lại việc buôn bán cho em á. Anh với em thì có bữa nếu mà hẹn hò thì chúng ta bàn chuyện đó chứ không sao hết. Sale thì mình, thị trường nào mình cũng có thể làm được. Dạ. Năng lực của mình thôi. Mà ở quê anh, được không? Chỗ nào có con người chắc sẽ được thôi chứ không có gì hết. Dạ. Quan trọng điều gì ở vùng đất đó. Có cái gì có để cái mà gì ta để tới đến thôi. Dạ. Mình rất thích cái câu của bạn trai là nơi nào có người thì chắc là mình ở được thôi. Thuyết phục quá ấy. Mình bấm chuông đi em. Trời ơi. Ví dụ như bãi biển Vũng Tàu rất nhiều người tắm, trong đó có rất nhiều người đẹp, nhưng vẫn thiếu một người. Và người đó anh chắc chắn đó là em. Ví dụ thế. Cơ hội cuối cùng nha. Thôi, 1, 2, 3 nghĩ đi. Thôi quá, em biết cái gì. Trời đất ơi, sao hôm nay giờ tôi chỉ nữa chứ. Biển Vũng Tàu sẽ không bao giờ có sống nếu không có em. Thôi được rồi. Để thiệt á. Để tay vô nước bóng. Suy nghĩ thật kỹ. Cái cảm giác trong người mình như thế nào? Thấy có xao xuyến chút nào hay không?
có linh cảm cái người đối diện đó sẽ là một cái người đi với mình chung một đoạn đường dài hay không? Một, hai, ba. Hết thời gian. Lo là sợ cổ không bấm á. Bây giờ hai bạn nắm tay nhau trước đi, rồi mình sẽ phỏng vấn vài câu. Thấy chưa, cô gái cũng năng động chưa? Chị thấy là em định không bấm. Lúc mà chị nói em cái cảm nhận đó chị, chưa có cái gì đó để mà em lưu luyến bạn này. Nhưng mà lúc mà gần hết thời gian thì em thấy có gì tiếc nuối nên em bấm thôi. Đó cũng là một cái cảm xúc. Đúng rồi. Dạ. Sợ mình mất một cái điều gì đó, mình đã bỏ sót cái cơ hội. Bây giờ là nắm tay được bạn gái rồi, mình nói vì gì với mẹ chồng tương lai? Nói gì với mẹ vợ tương lai đi. Dạ con chào bác, con hứa với bác là con sẽ không để cho em chịu khổ. Tìm hiểu nhau đi, nếu mà được á thì đi đến luôn. Nói vậy chứ tiền bạc thì cũng quý, nhưng mà cái tình cảm là nó quý hơn con. Cô dạ. Cũng mong con cô nó gặp được một người chồng biết yêu thương nó, quan tâm, chăm sóc, lo cho vợ con là được rồi. Dạ. À cô ở xa lắm, ở trên Đắk Lắk á, con có lên được không? Đó. Dạ thì ở đâu, ở trong bản đồ Việt Nam là con đi được. Rồi vậy đi. Dạ. Hay lắm á. Giờ mới nói cái câu đó. Rất là bản lĩnh. Thôi thôi. Chốt tay, tay chân lạnh ngắt vậy. Rung cảm giác. Sao buông tay bạn gái ra rồi? Em á. Bạn gái buông. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ. Cảm ơn chương trình. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng với các thương hiệu của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ. Em cảm ơn. Rồi, nắm tay đưa bạn ấy. Rồi. Ảnh đòi cưới bạn gái cũ mà bạn gái không chịu là chia tay rồi đó. Anh chấp mặt bền vậy ơi. Có mẫu người lý tưởng nào không? Em thích MC Trấn Thành. Mày cũng cỡ trấn nước. Đó, cô này cô dẫn đi thấy chưa? Anh kia lủi lủi đâu vô trong mà. Không sao. Anh ấy cũng là một chàng trai tốt đấy chứ. Là một người đàn ông sống có trách nhiệm. Anh thấy là như vậy. Còn bây giờ thì cô Linh và Cát Tường xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Chắc là cũng sẽ bấm nút thôi mà. Hả mà. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, giới thiệu về mình đi bạn. Em tên là Thái Đăng Huy, 30 tuổi ạ. Em quê ở Hà Tĩnh, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại quận 12 ạ. Em làm nghề gì? Em làm trưởng ca sản xuất ạ. Trưởng ca sản xuất về gì? Bên công ty em là cung cấp hơi nước bảo hòa, lò hơi biomass, hơi để mà nấu bia đó. À, trời ơi. Đó. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Huỳnh Thanh Trúc, năm nay 25 tuổi. Là giáo viên tiểu học, em đến từ Thủ Dầu Một, Bình Dương. Mình dạy học được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, năm nay là năm thứ tư chị. Chưa có bạn trai nào hả? Dạ chưa. Tại sao? Ở chứ Bình Dương không có hả? Trong trường không có anh nào hả? Tại em nghĩ chắc là cái môi trường có ít nam. Mình có điểm mạnh với điểm yếu gì? Theo em nghĩ thì em có điểm mạnh là nhiệt tình với lại năng động. Rồi em khá là bản lĩnh, khi mà có một cái tình huống mới xảy ra thì em bình tĩnh đi xử lý. Em thấy điểm yếu nhất của em là em ít khi mà chăm sóc cái vẻ bề ngoài á, nên là nhiều khi thấy nó hơi xê xòa. Đúng rồi, xê xòa. Rồi đó là điểm mạnh điểm yếu của bạn nữ. Còn bạn nam thì sao, mình có điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ, điểm mạnh của em là nhiệt tình, chịu khó và tự lập và sống có trách nhiệm với bản thân và mọi người. Mình có điểm yếu gì không? Điểm yếu thì em về cách ăn nói giao tiếp rồi thì nhiều lúc hơi rụt rè. Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ cũng hai mối tình. Mối tình cuối này là bao lâu? Gần đây nhất là hồi năm ngoái. Lý do sao chia tay bạn? Dạ lý do chia tay thì bạn gái ít tuổi hơn mình, gần con giáp thì nó lệch nhau nhiều quá, quan điểm sống. Rồi em muốn là tiến tới kết hôn thì bạn là nói mình chờ đợi thôi. Mấy bây giờ bạn muốn tìm lứa tuổi bao nhiêu là phù hợp? Cỡ khoảng 25 trở lên được. 30, bên đây 25 là quá đẹp rồi ha. Dạ. Bao nhiêu lâu thì anh tiến tới hôn nhân được? Dạ khoảng 6 tháng đến 1 năm. Bạn nữ thì sao?
ảnh đòi cưới bạn gái cũ mà bạn gái không chịu là chia tay rồi đó. Anh chấp mặt bền vậy ơi. Anh muốn khoảng 6 tháng nữa đám cưới, ý em sao? Dạ em nghĩ là mình phải tìm hiểu nhau trước khi mà đám cưới. Tìm hiểu khoảng bao lâu? Dạ hơn năm. Hơn năm được không chú rể? Dạ cũng được ạ. Tùy theo hai người phải hợp nhau nữa. Thôi mình nãy giờ cũng chưa tạo ấn tượng cho bên nữ. Bây giờ mình hát một đoạn. Em biết hát không? Dạ chắc hát bài sở trường hay, em hay hát. Đúng rồi, gây ấn tượng cho bạn nữ rồi. Dạ em diễn đồng hoàng. Em xin hát bài Câu đợi câu chờ. Ngày ấy bên bờ sông La, anh nghe câu hò ví dặm. Để một thời anh đi xa, để ngàn lần anh nhớ mãi. Ngày ấy con đò đưa tiền, một người lữ khách qua sông. Người ơi sao mà sâu nặng, câu thương câu đợi câu chờ. Nay anh trở về bên dòng sông La, con đò vẫn nguyên dòng sông con đó. Câu hò quê mình mộc mạc mà thương, ngày xưa anh đi mang khắp nẻo đường. Câu hò ví dặm, anh thương em trọn đời. Hay quá. Đấy, nãy giờ tôi mới thấy bạn mạnh mẽ đó. Lúc dạ. Hát thì nó khác liền phải không? Nãy ngồi nói nó rụt rè quá. Thôi bây giờ nè, em muốn người bạn trai như thế nào? Em muốn người bạn trai em thứ nhất là về ngoại hình á. Nhìn anh đó vô thì phải thấy anh đó có sức sống. Chứ đừng có nhìn thấy yếu. Nó eo uột quá phải không? Dạ đúng rồi. Anh nhìn lại anh này không biết có sức sống không ta? Không, nghe giọng hát chắc chắn nó có vẻ là mạnh mẽ. Dạ, cái thứ hai là phải tự lập. Với lại có trách nhiệm với lại gia đình. Em cũng thích người cũng có cái những cái sở thích giống như em á. Tại em cũng thích trải nghiệm những cái điều mới á. Nên là nếu như mà anh này mà cũng thích du lịch á thì cũng là một cái điểm để hai đứa dễ hòa hợp hơn. Trời ơi, chị nghĩ du lịch ai mà cũng thích chứ ai mà không thích đâu. Dạ. Có gì này có tiền hơn để đi du lịch hay không thôi chứ còn. Dạ em nghĩ là đi du lịch thì không phải lúc nào cũng nhiều tiền. Ít tiền cũng đi được nhưng mà đi cách khác. Nhưng mà vấn đề em có cái gì đặc biệt để yêu cầu với đàn trai không nè? Chào em. Dạ chào anh. Có yêu cầu gì đặc biệt với đàn trai không? Em không thích cái người mà độc đoán với gia chủ á. Anh đây chắc anh cũng hiền lắm. Dạ, với lại không thích cái người uống rượu với hút thuốc nhiều. Rồi, còn ngoại hình cao, mập, lùn, mang kiến đen gì không? Có mẫu người lý tưởng nào không? Ừ. Em thích MC Trấn Thành. Thích Trấn Thành không? Dạ. Đứng lên coi đi. Mày cũng cỡ trấn nước. Thôi, tụi con có sức sống không vậy? Hay là mày dụng lên giống Trấn Thành. Dụng đâu rồi lên chút xíu. Gần giống. Gần giống. Có sức sống mà. Ừ, sức sống. Thôi, được. Không thích gì á người phụ nữ. Nó ngồi đi, ngồi tâm sự, ngồi tâm sự. Em không thích phụ nữ nói nhiều và càm ràm, lè loẹt. Cô giáo thì không có lè loẹt đâu, nhưng mà cô phải nói nhiều. Cô nói với chuyện với mấy đứa học sinh, phải dạy, giảng, ta mới hiểu chứ. Dạ. Cái đó không phải nói nhiều. Nói nhiều là về nhà nói nhiều với ổng á. Chị nào anh hư thì cô phải dạy chứ sao? Được rồi. Được không? Được. Ta cô giáo mà. Thì cô giáo thì ví dụ sau này dạy con cái mình phải tốt, nghe phải nghe thôi. Cô giáo dạy chồng giỏi đó, được không? Thì chồng sai thì chồng phải nghe. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời, sao bữa nay tôi gặp đúng mấy rồi. Người đàn ông mà thì rất là có ý thức rồi. Chuẩn luôn đúng không? Công nhận mới. Là quan điểm nhất là phải mở rộng, cởi mở. Chính xác, đồng ý. Tật xấu gì không? Khai thiệt đi nha. Thì mình nãy hiện tại là phải cởi mở. Em có tật nói tà lâm á, ví dụ mới chị gặp chị đầu á thì chưa có ấy, chưa có cởi mở được. Nói gì đâu, nghe tà lâm gì đâu. Có. Thì phải cái gì phải nói sao? Rõ ràng. Cái đó không sao hết. Rồi thỉnh thoảng hay quên. Bây giờ nếu như mà kết hôn thì mình sẽ ở đâu? Hiện tại em đang ở phòng trọ. Nếu mà đầu năm sau kết hôn thì cuối năm sau hoặc đầu năm 2018, một trong hai năm nữa thì em tính mua nhà. Ừ. Ở, nếu mà ở Sài Gòn phù hợp thì em ở, còn không thì về Bình Dương, Đồng Nai xa hơn tí, rẻ hơn tí. Ừ, cũng được. Dạ. Rồi tôi chịu mấy người đàn ông này ghê, sẵn sàng đi theo vợ nếu chỗ đó phù hợp với mình. Đúng, đúng rồi, không? Ở đâu phù hợp thì mình... Đúng rồi. Tràn đầy sức sống. Rồi bây giờ em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với em gái và bốn anh chị em họ. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh. Em thấy chị gái bên này cũng dễ thương, chắc cũng hiền. Còn cái việc mà anh chị có đến được với nhau là cái đó là do anh chị bấm nút thôi. Còn em thì em thích chị này rồi. Rồi cảm ơn em.
Vậy mà mình có đi với... Dạ em đi với lại em gái với lại bạn thân của em. Rồi. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng quý vị khán giả. Đối với bạn trai bên này thì em muốn Trúc khi gặp bạn đó, trò chuyện với bạn đó thì Trúc sẽ đưa ra một quyết định chính xác. Tại vì tình cảm là mình phải xuất phát từ cái cảm xúc khi gặp nhau của hai người. Nên là em cũng không có... Cuối cùng là cứ để cho hai người đó là nhau, đúng không? Gặp nhau đi ha. Cảm ơn nha. Các màn lên. Lần đầu tiên gặp có một quà tặng em. Em có cảm nhận gì về anh sau khi mở màn lên? Nói chung là ấn tượng đầu tiên thì thấy anh cũng dễ thương. Hồi nãy em có nói là thích mẫu bạn trai là sống tự lập, sống có trách nhiệm gia đình. Thì anh nghĩ là hai cái điều đó anh đáp ứng được. Vì anh tự lập từ nhỏ lắm. Thì sống trách nhiệm gia đình thì hiện tại bây giờ anh mới nuôi hai đứa em ăn học đại học xong. Thì đó là em chứng tỏ là anh phải đáp ứng được. Sao nãy giờ em thấy bạn người đối diện như thế nào? Cảm nhận về nhau ngay giây phút này. Anh thấy em xinh. Là cũng là cái mẫu người anh đang đi tìm kiếm bấy lâu nay. Thì bây giờ mới được gặp em. Còn em? Em cảm nhận như thế nào giây phút này? Cảm nhận về người bạn trai trước mặt mình như thế nào? Dạ, em thấy qua cái cách anh nói chuyện thì thể hiện là anh cũng là một người có trách nhiệm với gia đình. Có thể là sẽ là một người đàn ông tốt cho gia đình trong tương lai. Em hy vọng là sẽ như vậy. Hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Bấm nút. Hãy lắng nghe con tim mình thổn thức. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Bấm là đồng ý để đi đến một con đường hạnh phúc. Rất nhiều người đang theo dõi chúng ta. 1 2 3 Hết thời gian. Tình vui, hai người đã bấm nút. Nào, hãy nắm tay bạn ấy. Cảm nhận cái nắm tay thế nào? Dạ, ấm, êm. Ấm hả? Bạn gái? Có một cái luồng điện. Luồng điện, bây giờ hôn cái nữa, luồng điện mạnh hơn nữa. Cho anh hôn. Hôn đi. Né qua đây tôi hôn à. Đồng ý là chấp nhận. Không, nhưng mà em nghĩ là giờ chưa từ từ. Nào, gửi các bạn những chiếc vé xem phim. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng với các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Khác kỳ vậy. Chào em trai. Chào chị Tường. Rồi, hơi khó chịu ha, không thấy đường đúng không? Chút xíu nữa ráng đợi đi, mở mặt nạ ra thấy chị Tường đẹp gái dữ lắm luôn, đợi chị chút nha. Rồi, mời em vô. Đùa thôi, đợi một chút xíu mình sẽ được gặp mặt bạn gái của mình ngày hôm nay. Trời ơi. Tháo mặt nạ ra nha. Chào chị Cát Tường. Rồi, chào hai bạn. Bây giờ vô vị trí của mình rồi nha. Giờ giới thiệu về bản thân ha. Vâng, chào chị Cát Tường, chào bạn hẹn ăn trưa bên phía bên đó. Em tên là Phạm Hồng Quân. Hiện tại đang làm kỹ thuật bên hệ thống máy pha màu của một công ty tư nhân ở Sài Gòn. Về cái gì? Dạ, về bên mảng sơn nước. À, sơn nước. Bao nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 30. 30. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, chào bạn ở phía bên kia. Em tên là Hằng, hiện tại thì em đang làm phụ trách nhân sự cho một công ty bất động sản. Quê mình ở đâu Hằng? Quê gốc của em thì ở Hải Dương, còn hiện tại thì gia đình em đang sinh sống ở Bà Rịa Vũng Tàu. Còn em sống ở đây? Dạ vâng. Với ai? Dạ, hiện tại thì em đang ở với em gái ạ. Năm nay mình bao nhiêu tuổi? Em năm nay 29 ạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em là người chung là sống hơi nội tâm một chút á chị. Nên là thường thì em chỉ thiên về cái việc mà đảm đang hay là lo về hậu cần phía sau thôi, chứ còn không được hoạt bát hay không được năng động như các bạn trẻ bây giờ. Điểm yếu? Do em làm nhân sự nên em cũng hơi nguyên tắc một chút trong cuộc sống mà. Đôi lúc thì mình cũng nên không nên nguyên tắc quá. Có những cái công việc nguyên tắc là đúng, nhưng trong cuộc sống đôi lúc mình cũng phải mềm dẻo, tùy cơ ứng biến chút xíu. Thật sự nếu mà nguyên tắc hết 100% thì nó cũng khó lắm. Dạ. Đúng không? Rồi bên em. Em thì
ưu điểm thì ít, khuyết điểm thì nhiều. Được cái là hiền lành, thật, nói thật, có sao nói vậy, thà được lòng trước còn hơn được lòng sau. Nói chung nhiều khi cũng không được tập trung trong tất cả mọi chuyện, ít nói, tính hơi chậm chút xíu, cho nên đến bây giờ vẫn còn đang ế. Tình trường như thế nào? Em trải qua được một cuộc tình xuất phát từ hai phía, còn lại là đa số là đơn phương. Hiện tại thì cũng chưa có một cuộc tình nào cả. Vậy thì thời gian rảnh rỗi em làm gì? Trước thì chưa có tình yêu, tình báo thì hay đọc tiểu thuyết với lại làm đọc bạn. Tiểu thuyết? Làm bạn với lại game online. Trời ơi, tiểu thuyết rồi game rồi bây giờ? Bây giờ do tính chất công việc thì nó hơi bị bận rộn chút xíu, cho nên là game cũng bỏ rồi, tiểu thuyết thì cũng bớt đọc lại. Thế bây giờ yêu đương là có thời gian dành cho bạn gái không? Có thời gian hoàn toàn. Rồi, vậy cái mối tình kia đó, cái tại sao chia tay? Người ta đi du học rồi mất liên lạc. Bây giờ có liên lạc lại được chưa? Dạ. Rồi rủi giờ đang quen bạn gái mới rồi, bạn gái cũ đột nhiên liên lạc lại rồi tính thì sao? Thì bây giờ mình biết bạn gái trước mắt của mình thôi chứ. Tại vì cái mối tình đó thì nó cũng cách đây cũng lâu rồi. Nó cũng nhạt phai rồi. Nhạt phai phải không? Tình nhạt phai rồi. Thế còn em gái? Em cũng có trải qua hai mối tình ạ. Gần đây nhất thì đã chia tay được khoảng gần 5 năm rồi. Em là đồng nghiệp ạ. Anh là sếp em. Rồi sau đó chia tay là nghỉ làm cho ảnh luôn hay sao? Dạ không, chia tay xong vẫn làm chung 4 năm nữa. Thì em mới kết thúc công việc ở bên đó gần đây thôi ạ. Quen được bao lâu? Quen được khoảng 1 năm thôi chị. Cũng làm việc quen nhau rồi cũng hai bên cũng có tình cảm với nhau. Nhưng mà sau đó thì các bạn nam với bạn cũng có tình cảm với một người khác. Gì kỳ vậy? Hết duyên thì tụi em dừng lại thôi. Thì sau khi mà chia tay xong thì bọn em vẫn tiếp tục làm việc và vẫn là bạn cho đến bây giờ. Tới bây giờ luôn? Dạ. Có hận thù gì không? Dạ không chị. Sao kỳ vậy? Đáng lẽ người ta bắt cá tay khác, người ta bỏ mình thì mình thường thường con gái lúc đó là cảm thấy giận, cảm thấy bị tổn thương là sẽ không có muốn giao tiếp nữa. Tại sao em đã tiếp tục liền ngay sau đó? Em thì suy nghĩ hơi thoáng một chút, vì em nghĩ là duyên đến duyên đi thì nó là hết sức bình thường thôi. Em thắc mắc là tại sao mà mới yêu có một năm mà người sếp đó quen người khác kỳ vậy? Kỳ gì thì phải hỏi mấy ông đó, mấy ông là cái mới nói cũ. Thì người ta quen lại ngày nào cũng gặp trong công ty, dù khi chán một cái cô kia cũng gặp nhiều quá nó nhàm luôn. Tại mấy em chứ sao mà hỏi phụ nữ, đúng không? Đàn ông mà. Đúng rồi, đàn ông mà. Được rồi, bây giờ mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Nhìn dễ thương một chút xíu, tính tiền hiền lành một chút xíu, đừng có bà chằn quá là được. Vóc dáng ngoại hình thì em muốn như thế nào? Vóc dáng thì từ 1m 61-62 gì đó, đừng có lùn quá. Cao hơn được không? Cao hơn cũng được. Cao hơn em được không? Em 1m72 lận. Em cho cao mét nhiêu? Em 1m7 luôn đó. Đứng với tôi là cao vời vợi luôn á. 1m7 mà đi dép cao gót nữa là chắc cao hơn em. Cao hơn 3 phân chắc à? Đúng. Mà bây giờ đi cao gót còn đi 5 phân không chứ đâu đi 3 phân đúng đâu. Đúng luôn. Chết. Chết. Cao quá. Cũng được chứ. Cũng được luôn phải không? Cũng được. Hung thì chịu khó nhón chút xíu. Rồi ok, vậy tiêu chuẩn của bạn gái thì sao? Sống thiên về gia đình một chút, chung thủy. Tại vì giống như em vừa chia sẻ chị đó, quen một năm mà đã có thể quen một người khác rồi, cho nên là em nghĩ là ngoại hình, vóc dáng, mặt mũi thích thì sao? Có da có thịt một chút, hơi mập mờ một chút. Ráng nuôi cưng. Trời ơi, để móng tay chi dài vậy? Hả? Chưa có thời gian đó chị. Anh nói em không có thời gian vậy, mốt có thời gian dành cho em không trời? Đó. Bây giờ hiện tại là chưa có, nhưng mà mốt là có luôn. Ở đâu ra mốt có? Quen đi rồi có. Bây giờ đó, đi về mua một đôi giày độn lên 3 phân. Thứ hai, cắt móng tay sạch sẽ, cạo mấy cái râu mép hết đi. Mày đặt để râu, râu thì nó rậm rậm, có mấy cọng mà cũng để nữa. Ok. Tuốt yes. Lên là đẹp. Yes, yes. Được chưa? Là xứng đôi đó. Rồi bây giờ có hình không? Hình đâu? Rồi tìm đi, cô gái ấy là ai trong bốn cô này, trong ba cô này? Đâu? Kiếm đi, ảnh là ai? Cô bé này quá. Sao đoán cô bé đó lý do? Cao. Rồi cổ bên kia là tấm là ai đâu? Cô bé này. Bên đây là ai đâu? Đây. Ông nhìn sao con mắt bù lệch ăn hả? Hai người đó hai người khác nhau nha ông. Khác sao được. Nhìn cho kỹ vào. Trời ơi, ông nhìn hai tấm hình coi tìm ra không em? Người này đúng không chị? Sao chị đâu biết đâu. Bonus cho em thêm tấm nữa nè. Đây nè. Đó, kiếm đi. Dạ đây ạ. Giữ đi coi đúng không? Được chưa? Nhanh. Đâu? Ai? Bên này. Rồi bên đó là ai? Trong hai tấm hình này đều có cổ. Trời đất ơi, đơn giản như vậy mà kiếm không được. Nhìn thấy khó phân biệt quá à. Trời đất ơi. Cô này nè. Rồi bên đây là cô nào?
Tấm này thì chỉ cô này, thì giờ cô này cũng có trong tấm này. Cổ đâu? Khó à. Trời đất ơi. Thôi để ra lát hỏi bạn gái giữ nguyên cái hiện trường đó. Một hồi giữ nguyên cái hiện trường đó. Cô này phải không? Đúng rồi. Còn qua đây không biết cô nào? Không biết cô nào. Hôm nay tôi bắt phạt, chắc chắn tôi sẽ phạt. Nè. Đó, cổ chọn anh này. Đây, ổng cương quyết rồi. Hồi nãy giờ ổng chọn á là cô này, nhưng mà đưa lên đây không biết ai. Ở đây thì cô này, mà đưa lên đây là không biết người nào. Tấm hình này là chọn cô áo trắng. Nhưng mà hỏi cô áo trắng này là cô nào trong ba cô này không biết. Mà người ta nằm chần chần đó đó mà không biết. Nha. Phạt ông này mới được. Thà là chỉ trần, chỉ vậy là không có được rồi. Mở cửa trái tim quý vị ạ. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Rồi, trả hai tấm hình cho anh đi. Trả hai tấm hình cho anh để anh kiếm lại một lần nữa. Rồi, chỉ vô, ai đâu. Lần này không được, đừng trách tôi độc ác nha. Ai? Trời đất ơi, vậy mà. Đây à. Rồi, bên này là ai? Bên này là cô này luôn. Bây giờ nhìn thấy hai cô này giống nhau không? Giống không? Giờ mới giống. Bây giờ mới giống hả? Trời ơi là trời, tôi lại ông luôn á. Ông ơi, tôi không hiểu sao luôn á. Rồi bạn nữ muốn phạt bạn nam gì? Anh thấy anh làm sai đó thì anh muốn tự phạt mình như thế nào? Thục xì dầu đi. Thục xì dầu đi cũng được. 10 cái đi cho cái nó xỉn niệm chơi. Cái tội nhận sai nó vậy. Cái vấn đề không phải nhận sai mà cái vấn đề hai tấm hình mà không chọn được trúng một người. Chứ cô gái cũng chọn sai kìa. Không, để em tự phạt đi rồi xíu nữa em phạt cô gái sau. Rồi nhanh. Trời đứng chéo chân nữa rồi, chơi kiểu quá mày. Trời ơi, cái gì vậy? Lần này tôi mới thấy lục thì dầu nhiều ngộ vậy trời. Ai mượn chéo chân vậy? Trời ơi trời, lục thì dầu này khó à nha. Rồi, được rồi. Trời ơi, rồi, được rồi. Phạt bạn gái làm gì đây? Thì phạt bạn gái đơn giản thôi. Làm gì? Thôi khỏi phạt. Sau chương trình em mời anh cà phê coi như là chịu phạt đi. Được không? Cái này ngon à nha, ngon, vô kèo. Được rồi, mời cà phê đi, riêng tư đi. Bây giờ nè, tâm sự tiếp nè. Cái này sao? Không ra lăng gì hết trơn. Tại chị kêu em bị phạt đó, em mới quên đó. Rồi, đừng đổ thừa. Cái này anh tặng em. Cảm ơn anh. Quà gặp mặt. Dạ. Nãy thì em nghe nói anh thích tiểu thuyết. Hy vọng là anh sẽ thích cuốn sách của em. Sách gì vậy? Cuốn sách gì đây? Tình yêu hôn nhân gia đình hả? Thật ra em tặng cho anh sách, em cố tình tặng cuốn sách em chưa đọc nên thì mở ra coi, mở ra coi coi cái nội dung gì. Hay là tình yêu hay là tình báo gì đó, coi coi. Ngủ ít vẫn khỏe. Ảnh thục dầu hoài, ảnh vẫn khỏe. Rồi đọc hết cuốn sách nha. Cuốn sách này chắc cảm ơn em, nhưng mà chắc anh sẽ ít đọc. Lý do? Tại vì anh ngủ nhiều mà, chứ không cũng ngủ ít. Trời đất ơi, ông này không có duyên. Chưa thì thấy ai mà cứ đi cua gái mà có duyên với ổng luôn. Còn anh tặng em quà gì vậy? Anh cũng không biết là em con màu gì. Cho nên là anh chọn theo cái đa số. Cũng tâm lý quá ha. Anh thấy em có dự ý quà tặng của anh không? Quà chứ tặng. Anh nói sách của em là anh ít đọc rồi đó. Dạ, quà tặng thì em vừa ý. Nhưng mà em không vừa ý cái khúc mà chị vừa nhắc lại đó. Thì tại thôi, đừng có nhắc nữa được không? Nói chung là hơi vô duyên chút thôi. Nhưng mà không sao hết trơn á. Người thì nói chung là cũng dễ thương. Tâm tính thì cũng hiền lành, đừng cái mở miệng vô duyên thôi. Bởi vậy mới ế, mới cần nhờ tới chương trình. Có ai nói em vậy không? Có. Có luôn hả? Có luôn. Chị nói em... chơi mà trúng thiệt luôn hả? Tại vì em trước giờ em đa số em nghe là mày không có duyên. Mà nay mới xác nhận là đúng không? Mày xác nhận. Rồi. Đúng thế. Bây giờ dạy cho không gian riêng hai bạn tâm sự với nhau chút xíu ha. Mời em gái thưởng thức món gà nướng ti sát. Rồi nhìn quá hấp dẫn cho Tường thèm ghê luôn. Và bên đây là món cá sốt cam. Cùng ăn trưa với nhau, trò chuyện với nhau nha. Yeah. Chúc mừng em thành công, chúc cho Tường quay lại nha. Dạ. Rồi mời em gái. Em ăn đi. Dạ vâng ạ. Anh ơi, anh có thích đá bóng không? Anh thì mê thể thao, đá thường xuyên. Dạ. Còn em thì ngoài công việc ra thì em có hay đi đâu không? Nói chung là tuổi thì cũng hơi già nhưng mà sở thích thì cũng còn trẻ lắm anh. Thì những thứ mà các bạn trẻ bây giờ thích như là cà phê, xem phim gì đó thì em cũng đều thích. Em còn trẻ mà chứ đâu phải là... Tuổi này là người ta lao ế rồi đấy, anh là già rồi đấy. Gia đình em là con út hay là... Em là con đầu. Em biết nhậu không? Em nhậu mồi thôi. Nhậu mồi, chồng thì uống bia nhưng vợ thì ăn mồi cũng được. Thì coi như có thêm một cô gia nhân bên cạnh. Đúng rồi. À,
Anh thì cũng là con đầu trong gia đình. Một người em thì đã có gia đình rồi. Hiện tại thì anh tự lập trên đất Sài Gòn này cũng lâu rồi, 11, 12 năm rồi. Mà cũng muốn tìm một nửa thích phù hợp với mình để cùng mình đi tới đoạn đường sau này. Anh có định lập nghiệp luôn ở Sài Gòn không? Có, thì đa số thì cái lứa tuổi của tụi anh, bạn bè anh thì nó có gia đình hết rồi. Mà mỗi lần về họp lớp mà họp mặt mà thấy mình tủi thân quá. Anh đã sẵn sàng để làm bố chưa? Chưa sẵn sàng lắm. Khi mà đã lập gia đình rồi thì ít nhất là 1-2 năm sau mới sẵn sàng được. Trước tiên là mình phải ổn định cuộc sống của vợ chồng đã. Sau đó là mình nghĩ đến chuyện mà có con. Cái đó là theo anh là vậy. Ba mẹ em có khó tính lắm không? Không, bố mẹ em dễ lắm. Đặc biệt là rất quý rể. Quý rể hả? Về bắt con rể nhậu cùng. Chuyện đó là chuyện hiển nhiên rồi. Anh uống không có được nhiều. Khoảng 1-2 lon là anh đi ngủ rồi. Nghẹn rồi hả? Thôi bây giờ nãy giờ là mình có hỏi gì về tình yêu hôn nhân gia đình chưa? Có hẹn ngày đám cưới rồi vậy chưa? Có sơ sơ rồi. Nếu hợp thì chừng nào tiến tới hôn nhân được? Năm sau. Nếu có quan điểm của bạn trai là lấy nhau xong rồi cũng phải là 1-2 năm nữa mới là kết mới sanh con thì em thấy như thế nào? Thì kế hoạch mà có gia đình rồi 1-2 năm sau có em bé thì nó cũng gọi chung là bình thường với mọi người. Nhưng mà em thì em muốn sớm hơn. Lý do? Ở nhà em có một đứa cháu nhỏ cho nên là em rất không thích. Nhưng thật ra bạn nam nói cũng đúng đó. Thà mình chậm, nó chắc ra có con sinh ra có cha có mẹ, chứ đừng có để vừa về chưa hiểu chưa gì chưa ước chưa ráo, cuộc sống chưa ổn định rồi cái có bầu sinh con liền, cái sau đó rồi mình mới giật mình tỉnh giấc thấy không hợp rồi chia tay rồi con nó thiếu cha thiếu mẹ, không cũng không nên ha. Tìm hiểu nhau cho thật kỹ chứ bây giờ thật sự luôn thấy các bạn yêu nhanh mà chia tay cũng nhanh. Quan điểm của giới trẻ bây giờ nó hơi bị thoáng quá. Em là giới gì? Em thì giới già rồi. À già rồi hả? Tầm trung rồi. Không còn trẻ trâu. Ủa chứ phải em cũng thích đọc ngôn tình sao? Trước là thích đọc ngôn tình. Bây giờ? Giờ là bỏ ngôn tình rồi. Chuyển qua trinh thám rồi. Chứ không phải ngôn luận hả? Khi mà bắt đầu một mối quan hệ thì em rất nghiêm túc. Thực sự rất nghiêm túc. Không có tính năng nhăng. Rồi bây giờ cho các bạn sẽ làm vài cái câu hỏi trắc nghiệm để mình có thể hiểu nhau được nhiều hơn ha. Xin mời em. Hãy hát cho đối phương nghe một bài hát bạn thích, bạn còn lại múa minh họa theo. Không đạt phạt ôm hôn cõng. Em thấy cái này được ạ. Tôi ban giám khảo tôi chấm điểm nè, rồi hát bài gì hát đi. Một con vịt sẽ ra hai cái cánh. Nó kêu rằng cáp 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 cáp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bom. Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô. Gì? Con vịt này con vịt chả mà chị. Trời ơi, con vịt gớm quá à. Vịt chả, vịt chả. Không, bây giờ ngược lại em hát đi để cô này cổ làm cho nó đẹp hơn không? Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Ở nơi ấy họ đang sống cuộc sống yên bình, ai nghèo cũng có cây đàn cha pi. Ôi rắc ở đây những đường cây ngọn núi mang tiếng đàn cha pi. Ai yêu tự do yêu thương xanh thì nên núi nghe đàn cha pi. Tôi yêu cha pi không còn cô đơn, không buồn không vui. Tôi nghe cha pi trơn thấy nao lòng vì một giấc mơ. Ôi cha pi. Tỉnh chưa em? Tỉnh chưa? Cái bài hát hay quá chị. Hay đó hả? Bài hay mà người hát không có hay. Ủa em biết luôn hả? Dạ em tự biết đấy em. Em là người đam mê hát. Mặc dù hát không hay nhưng mà vẫn hay hát. Nhưng mà được rồi, vậy là dễ thương rồi. Bạn nữ phải bị phạt. Bây giờ bạn nữ đứng lên bước qua bên đây. Em đứng lên. Bạn nữ bước lên đứng qua bên đây. Phạt bạn nữ. Lời. Bạn nữ ôm bạn nam một cái. Coi như là bị phạt. Và cũng là một cái phần thưởng cho bạn nam. Một cái cơ hội cho nam và nữ
để có cảm nhận mình có luồng điện nào chạy qua trong cái ôm đó không, với lại để đo chiều cao có cân xứng với nhau hay không đó, cơ hội không, dành cho hai bạn. Hợp đấy. Được, bây giờ bạn nữ cũng 5 phân rồi đó. Rồi, phải hợp đấy. Cái ôm phạt bạn nữ bắt đầu. 30 giây ôm sát vô. Để tao con có điện không? Ôm gì kỳ vậy? Sát lắm rồi. Đúng rồi. Rồi sao? Em thấy sao? Khó nói quá anh. Khó nói. Em thấy sao? Em thấy nó nâng lên. Nói gì đó thôi là hay rồi đó. Về cỡ. Nói chứ đó là cũng là một cái cơ hội dành cho đó nha. Tôi là tôi thích mấy bạn nào mà cái gì đó nó thẳng thắn, nó thiệt tình. Đó. Bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau một cơ hội nữa. Mỗi người hãy tự nói lên một câu nữa thôi. Câu cuối cùng rồi đó, nói gì cho quyết liệt vô, chốt vô nha. Nhờ chương trình mà anh gặp được em thì không biết anh mong muốn là sau chương trình này mình có thể tìm hiểu và tiến tới với nhau, và có thể là cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Mọi thứ còn nằm ở tương lai. Chỉ hy vọng là sau chương trình này thì em có thể trả nợ cái chầu cà phê cho anh nhanh wow, nhất. Vẫn nhớ rất dài. Vậy là vui rồi, tín hiệu vui rồi. Đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của Dị Tường, nếu chúng ta đồng ý thì bấm thật mạnh vào nút bấm. Không đồng ý, lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Có bấm không vậy? Bấm vô. Tôi thấy bấm rồi mà bấm như hiều à. Tôi nói phán đoán của tôi đâu có sai, tôi biết là bấm mà. Mà sao bấm chậm vậy? Tại em bấm một cái em thấy nó sáng nửa đèn bên này rồi. Trời ơi, cái đó đèn của người ta. Ủa vậy? Ừ, thôi kệ, phụ nữ có chậm một chút cũng không sao. Có ý là được rồi. Ừ, có ý là được rồi. Thế, rồi, mời hai bạn về một phía nè. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nãy ôm rồi, nắm tay rồi. Bây giờ là một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hôn đâu chị? Em muốn hôn đâu, chuyện của em. Tay em nhé. Má, ở đây không có tay à. Trời ơi, hơi nhón. Hơi nhón nha. Sao hôm nay thấy đến chương trình thấy như thế nào? Thì qua chương trình thì em cũng cảm ơn chương trình đã giúp cho các bạn trẻ, giúp cho những người đang FA như tụi em tìm được một nửa của mình. Cũng cảm ơn chị Cát Tường đã mai mối thành công cho những cặp đôi trước tụi em. Cố gắng tìm hiểu với nhau thật kỹ ha. Đã bấm nút mà đã quyết định hôn nhân là phải sống bền vững và yêu nhau đến trọn đời nha. Cố gắng lên ha. Dạ, tự tin lên nha. Có duyên lên trong mắt chị rồi đó. Nắm tay chặt vô nè. Cảm ơn quý vị. Và ngày hôm nay thì bà Mai đã hoàn thành cái vai trò của mình ha. Hy vọng rằng cặp đôi này sẽ sớm báo tin vui cho chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt nhé. Hẹn gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình vào lúc 10 giờ sáng thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, tạm biệt, tạm biệt. Sẽ làm được những điều đó. Đưa nhau đi muôn nơi tận hưởng giây phút tuyệt vời. Dịu kỳ mà thắt xa nơi là tiếng gia đình thân thương. Anh mà biết Cát Tường và Hứa Minh Đạt hân hoan chào đón quý vị đã đến với chương trình Ghép đôi thần tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. À, hôm nay mình thấy ở dưới có phụ huynh nha. À, ồ, đó. Dạ, chào cô. Dạ, chào chị. Cô. Rồi. Phụ huynh đến đây chứng tỏ là nghiêm túc. Nghiêm túc. Muốn tìm vợ, tìm chồng. Một mối quan hệ nghiêm túc. Đúng rồi. Bây giờ hai chúng mình phải nghiêm túc không, luôn chứ chị. Ủa chứ hồi đó giờ không nghiêm túc hả? Không, hai mình. Mình luôn luôn nghiêm túc. Luôn luôn nghiêm túc. Nhưng mà nhiều khi nghiêm túc mà nó không thành công. Nhưng mà ngày em đang nghiêm túc, nghiêm không túc nghiêm túc mà nữa. Phải thành công. Rồi, thành công chứ. Yeah, chị. Dạ, và ngay bây giờ thì các tôi xin mời quý vị hãy hướng mắt về sân khấu để chào đón hai bạn trai của chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Rồi, tiến lên, chào trời, lấy cái cưng, ai ghế nào về ghế nấy.
Đó, để lên đó đi. Rồi. Rồi. Ngồi xuống và nhìn về phía máy quay cho đẹp trai lên nào. Và bây giờ mời quý vị hãy chào đón hai cô gái xinh đẹp bên nhà gái. Xin mời. Wow. Bên cầm cho anh, cầm cho. Wow, để đây nha. Hai cô gái là xinh xắn. Bây giờ chị Tường chào bạn trai ngồi ở ghế màu xanh. Dạ, em chào chị Tường, em chào anh Hứa Anh Đạt. Em chào hai bạn gái với toàn thể quý vị khán giả. Rồi, em hãy giới thiệu. Em tên là Lê Văn Mão, sinh năm 92 chị. Hiện tại em đang làm sale bất động sản, sinh ra lớn lên ở Long An. Ừ. Hiện tại thì đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, dạ. Gia đình ở thành phố luôn hay là còn ở Long An? Dạ, hiện tại thì nhà em thì đất vẫn còn ở Long An. Nhưng mà kiểu như anh chị em với cha mẹ em thì lên đây đi làm hết rồi. Rồi, à, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Mão? Điểm mạnh của em thì vui vẻ, thật thà. Còn điểm yếu em thì em ít có bắt chuyện với người lạ. Phải quen quen thì em còn nói chuyện. Ủa, đi sale ba bất động sản rồi. Cái đó gặp khách hàng thì mình chào với khách hàng thì nó khác chị. Bạn bè đi chơi mà có người lạ thì em chỉ nói chuyện với người quen. Đâu giờ hiện tại có cái nào ngon ngon sale chị thử một cái nghe thử coi nè. Hiện tại bên em đang có cái dự án Serial View do anh Cường làm chủ tư á. Hiện tại ở Bình Dương mà giá thì cũng chỉ có 29,5 triệu mét vuông. Chị Tường thấy cơ hội đầu tư rất là tốt luôn chị. Rất là tốt luôn hả? Dạ. Đầu tư bao lâu thấy có lợi nhuận? Dạ, mình đầu tư trong vòng 2 năm là lợi nhuận khoảng được 20-30% cái số tiền mình bỏ ra chị. Đang cho giữ chỗ thiện chí. Cho mượn ít tiền đặt mua lô coi. 29 triệu mét vuông. Ừ, cho mượn ít coi. Em hả? Cho bên mượn ổn, vợ giữ hết tiền thôi. Chị nên tự lực đi, chị lớn rồi. Còn mượn nhờ vả em làm gì? Vậy hả? Không, làm mai mối đi, kiếm cách xê mua ha. Kiếm ổn ổn. Rồi lúc rảnh rỗi thì em làm gì? Em đi uống cà phê với bạn hoặc là ở nhà em chơi game. Chơi game? Rồi thời gian đâu, bây giờ có bạn gái thì thời gian dành cho bạn gái là dạ, giờ nào? Dạ, thí dụ mà bây giờ mình có bạn gái thì mình bỏ chơi game đi chị. À, đúng không? Chơi mình game chơi không với bạn gái. Không lo ăn uống là ốm mò gầy mòn đó. Có tập thể dục thể thao gì không? Dạ, em cũng mới bắt đầu đi tập gym chị. À vậy hả? Vậy cũng được, ngon lành. Tướng có cơ với bộ. Đó là anh Mão. Nhưng mà anh tôi mùi. Tướng rồi rồi. Ngầu. Bây giờ em giới thiệu đi, cô gái ngồi ghế màu xanh của tôi. Em chào anh Đạt, chào chị Tường và chào tất cả quý vị khán giả ngồi ở đây. Thì em tên là Thu Hiền, năm nay em 29 tuổi. Em đang làm nhân viên văn phòng tại một cái công ty về tiêu dùng nhanh ở thành phố Thủ Đức. Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Và ở quận mấy? Em ở quận 1. Hiền ngày hôm nay tới với ai? Hôm nay em đến với dì em, tại vì em rất là hâm mộ chị Cát Tường với lại anh Đạt á. Chương trình. Rồi, cảm ơn dì. Điểm mạnh điểm yếu em? Em là một người rất là hòa đồng, còn điểm yếu thì em hay quên. Sở thích em là gì? Em sẽ dành thời gian để đi chơi với bạn, trò chuyện hay là dẫn hay là đi uống cà phê gì đó, trao đổi. Bây giờ đến em nha, em ngồi cái màu đỏ nha. Em trai tên gì nè? Em chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Bằng Đạt và chào tất cả quý khán giả trường quay hôm nay. Em tên là Trần Trung Hiếu và em vừa tròn 30 tuổi cách đây 10 ngày. Đến từ Vĩnh Long. À, Vĩnh Long ở đâu? Huyện nào? Huyện Mang Thít. Chúc mừng sinh nhật muộn nha. Hiện tại thì công việc của em là nhân viên thú y của trang trại bò sữa Tây Ninh. Làm việc ở Tây Ninh luôn? Vâng. Đâu mà tuốt tới Vĩnh Long mà lên tới Tây Ninh làm việc như vậy? Dạ, hồi xưa thì cũng đam mê thú y vậy, tại nước nông nghiệp mà Việt Nam là nước nông nghiệp. Đúng. Thì vừa ra trường xong thì cô đang thấy một cái bài tuyển của trang của Vinamilk tuyển dụng như vậy, đăng ký. Còn vẫn làm việc đó lâu chưa? Dạ, em làm việc khoảng năm 2018. Chính của mình là làm việc gì? Để điều trị, thăm khám và chăm sóc cho bò sữa vậy. Là suốt ngày chơi với bò không? Tại đôi lúc cũng hết giờ làm việc ra ngoài còn bạn với mấy anh em kỹ thuật chung nữa vậy. À, rồi có câu chuyện gì đặc biệt với mấy con bò không, kể chị Tường nghe với coi. Dù dạ thì làm với bò thì đôi lúc cũng có nhiều câu chuyện tai nạn nghề nghiệp vậy. Ủa, sao có tai nạn gì nữa? Bò nó hút vào bò đá. Bò nó hút vào bò đá. Nghe vậy đó hả? Dạ, bắt buông này. Thì con bò nó hung quá vậy, nhập từ Úc, từ Mỹ về nó chưa được thuần chủng á. Nó hút mình bị gì? Nó còn bị hút. Thúc thì em bỏ chạy thôi chứ em làm được gì vậy? Thúc thì em bỏ chạy thôi chứ em làm được gì vậy? Nhưng mà nó có hút to rồi. Nhưng mà nó hút chúng mình không? Có một lần hút chúng, ủi văng ra ngoài rồi.
Ghê vậy? Và đá một lần vào đùi. Trời ơi. Tai nạn nghề nghiệp mà. Mình chạy với con bò ai chạy lẹ hơn? Em chạy ra khỏi cái chuồng đó thôi. Bò nó được nhốt trong cái khuôn viên chuồng mà. À. Ủa nó không tông cửa chạy ra hả? Dạ cửa khóa lại rồi. Rồi sao cửa, em ra được? Em bay vào, cửa khắc vào là cao có cái nằm này nè thì em đứng trên em nhảy qua luôn. À. Cái chiều cao cũng có rồi. À. Đúng rồi, nghề nào cũng có tai nạn nghề nghiệp đó, ghê quý vị. Không thì cũng ít lắm, tại vào đây là khoảng 4 năm thì em bị ủi một lần và bị đá một lần. À, 4 năm mà có 2 lần. Dạ. Ha, 2 lần là đủ chứ muốn chạy không chết luôn chị. 2 năm sau thêm lần nữa, 2 năm một lần. Chuyên viên ha. Nhân viên là chuyên viên là cũng đang học lên. Không, cảm giác mà bị bò đá với lại bồ đá thì cái nào đau hơn? Hầu như là cái nào cũng đau chứ anh, tùy theo khuôn mặt cảm xúc khác nhau anh. Hầu như là cái nào cũng đau chứ anh. Tùy theo khuôn mặt cảm xúc khác nhau anh. Mấy con bò út của em ở bên đó là bây giờ là nó giao phối tự nhiên hay là phải có sự giúp sức của con người? Có sự giúp sức của con người anh. Em có từng giúp chưa? Dạ. Có làm phần đó luôn anh. Em là được gọi cái từ nôm na là mang lại hạnh phúc của cô bò đó. Em có biết cách mang lại hạnh phúc cho những cô nàng không? À, có, lúc đó là có được gieo tinh nhân tạo vậy. Cô nàng chứ phải cô bò. À. Cô nàng chứ phải cô bò. À, cô nàng. Ừ. Nó cũng biết được chút đỉnh vậy. Gieo tinh nhân tạo hay là gieo tinh bình thường? Trực tiếp rồi kìa. Trực tiếp rồi kìa. Thằng bé này được, thằng bé này lanh. Đồng ý. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Trước hết về điểm mạnh của em thì hòa đồng, làm việc với anh em tương tác đội nhóm tốt. Ừ. Xong rồi biết thể thao, bóng đá và bóng chuyền thì cũng giỏi được chút đỉnh. Thì thú y bọn em thì hồi xưa đi học thường mổ xẻ và thường lấy mấy cái tiêu bản đấy. Tiêu bản như dạng dê nè, bò nè. Tiêu bản là cái gì? Động vật sống đó vậy. Là để nhậu, có thể là cái điểm yếu của em chắc hơi nhậu nhiều xíu. Tiêu bản là bộ đồng hay là gì? Tiêu bản là nguyên con bò sống, ví dụ một nguyên một con bò sống, một con heo sống thì đang phẫu thuật giải phẫu để tìm hiểu bệnh xong đó. À là mình tìm hiểu bệnh rồi mình lý nó. À, rồi sau đó mình nhậu nó luôn. Quất luôn. À, phải làm thú y. Là tìm hiểu nó xong rồi quất nó luôn. À, vậy mới đúng. Chà. Trời ơi. Dễ thương quá chừng, nói chuyện có duyên quá. Rồi con gái, con gái màu đỏ của tôi nè. Giới thiệu về mình đi cưng. À, dạ em chào anh Đạt, em chào chị Tường. Em tên là Kim Tuyến, hiện em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và em làm kỹ thuật viên spa. À, ngoài ra em còn kinh doanh mỹ phẩm online. Quê quán em đâu? À, quê em ở Bình Thuận ạ. Ừ, hiện giờ thì em ở đây với ai? Dạ hiện tại là em ở ngay spa luôn. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? À, điểm mạnh em thì chắc học hỏi nhanh, còn điểm yếu của em thì chắc là hay nhậu xong rồi hay nói nhiều. Cũng có tay nhậu đây nữa hết à. Chà, bạn nhậu nhiều dữ hả? Đô em bao nhiêu lon? Thật ra là đô em rất là thấp nhưng mà em hay rủ người ta nhậu lắm anh. Sao vậy? Tại vì em thấy vui. Kìa, mà thôi, bạn nhậu qua nữa. Em nhậu em có phá mồi không? Dạ có chị. Bữa nào thiếu mồi em gọi anh thú y bên này nha. Anh mưu nguyên con lại luôn. Dạ. Nhậu phải ăn chứ không ăn là dễ say lắm. Dạ đúng rồi, đúng em không? Chủ yếu ăn hơn nhậu chị. Điểm mạnh còn điểm yếu nè. À, điểm yếu của em là chắc là hơi nóng tính một xíu. Kiểu như ai làm không ý đúng ý mình thì sẽ tỏ thái độ luôn. Ừ. Em không thích ai thì em sẽ tỏ thái độ ra luôn. Nhưng mà chị nói nhỏ cho hai bạn nghe nha. Sau khi nghe chàng thú y này chia sẻ, chị mới chốt là một điều là dù mình có thích hay không thích gì, mình cũng đừng để người ta nghiên cứu hết được mình nha. Nghiên cứu hết được mình là người ta xẻ thịt luôn đó. Nhớ chưa? Rồi, vậy giờ được rồi chứ đừng để trong màu đỏ kia không biết nhiều quá là hồi ông vô xẻ thịt ta luôn á. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ đến với tình trường đi để tìm hiểu thêm kỹ một chút xíu coi mấy bạn này có cái kinh nghiệm gì chưa. Quay lại với Mão nha, tình trường của mình như thế nào, trải qua mấy mối tình rồi? Mối tình lâu dài thì nó không có nhiều chị ơi, 2-3 mối tình vậy đó mà kết thúc rất là nhanh. 9 tháng đi chơi chung rồi bạn bè giới thiệu. Ừ. Rồi sau đó quen ai nữa? Sau thời gian các em đi làm trong công ty thì có bạn đó tỏ tình với em. Quen được khoảng 3 tháng cái tự nhiên bạn đó đòi chia tay em. Vậy là chơi xong vòng. Bạn đó chơi em qua đường thôi à? Lúc tỏ tình bạn đó nói sao? Em cũng không nhớ rõ chị. Rồi lúc đó buồn mấy tháng nữa? Em buồn tới giờ luôn. Trời ơi. Trời đất ơi, quen có 3 tháng buồn tới giờ luôn. Kéo. Tình yêu mong manh vụn vỡ quá ha. Gì chẳng đến chẳng đi vậy sao? Dạ. Bây giờ muốn tìm một người bạn gái trong tương lai mình là người như thế nào? Em thì cũng không có yêu cầu nhiều. Như là một người mà biết chia sẻ, vui vẻ, hòa đồng. Mình phải nói ra mới hiểu chứ mà kêu nhìn mặt mà đón tính cách, đón tâm trạng là em đón không được. Thằng ông mấy sợ. Vụ này dở quá ha. Nhưng bị sợ rồi đó. Anh phải hiểu em chứ.
Thì anh phải mổ xẻ ra, anh tìm hiểu anh mới hiểu được cháu. Mưa nắng thất thường á là em chịu không nổi đâu. Không thích vui vui, thích buồn buồn, cái đó em thua luôn. Đang nhắn tin rồi cái nói là anh sao anh không hiểu em, mà trong khi đó thì nhắn tin không nói ra. Anh hỏi nhiều khi em hỏi là bây giờ em có vấn đề gì nói anh nghe đi, mà không nói mà kêu phải hiểu mà em đâu có hiểu được. Thôi đừng kêu người ta nói, nhiều khi người ta mượn tiền đó, hỏi thằng hiểu đi. Có điều gì em không thích ở người phụ nữ? Nói nguyên liên thiên nhiều quá. Người ta không nói thì nói không nói sao hiểu, người ta nói nhiều thì nói là ta nói liên thiên. Kiểu như là chuyện đúng chuyện của mình thì mình nói, còn mà cái chuyện gì cũng đem ra nói hết rồi, cái đó em không thích. Thì gọi là nhiều chuyện. Đó là thông tin của chàng trai ngồi ghế màu xanh. Còn em thì sao? Dạ em thì em trải qua hai mối tình rồi. Mối tình đầu tiên thì cũng không có sâu sắc lắm, 3 tháng thôi, tại vì hồi nhỏ em lúc đó em còn trẻ con. Mối tình đầu á hả? Dạ. Lúc còn học phổ thông hay là gì? Chắc khoảng hơn 18-19 tuổi á. Mối tình thứ hai thì mới là lâu. Bao nhiêu lâu? 2 năm, cả hai cảm thấy không có thích hợp nữa nên là quyết định chia tay. Thật ra thì trong khoảng thời gian tìm hiểu như vậy thì anh lúc nào cũng là người phụ thuộc vào mẹ của mình á. Chưa có sự trưởng không thành. Không có tự lập đúng không? Dạ đúng rồi. Cách đây bao nhiêu lâu rồi? Cách đây khoảng 5 năm hơn. Cần một người đàn ông mẫu hình tượng đàn ông như thế nào? Trưởng thành và có kinh nghiệm cuộc sống, lo lắng quan tâm cho em và có thể dạy dỗ em được. Tại vì khi em sinh ra là từ nhỏ em đã không có tình cảm với người cha rồi. Em rất cần... khoan xí nha. Cái này là mình bạn trai chứ không phải là đi tìm cha nha. Không phải. Tại vì đó là một cái người mà có thể hướng dẫn em trong cuộc sống em. Đó là cái quan niệm em cần một người trưởng thành. Bây giờ là hình dáng nè, cái mẫu là cao bao nhiêu? Hình dáng, tóc, tai. Bạn trai sắp tới thì cũng cao khoảng 1m7 trở lên. Dễ thương, ưa nhìn. Nhìn vô thì mình cảm thấy là có cảm tình, dễ kết bạn, dễ làm quen. Rồi, đó là những câu chuyện của cô gái ngồi ghế màu xanh. Tình trường nhiêu rồi? Khi học sinh viên cho đến 30 tuổi hôm nay thì có 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời sinh viên, em lúc đó vào cũng thử việc, đang trong quá trình học hỏi để thử việc, để rèn luyện thử thách á. Cái thời gian nghỉ của em không có, thăm bạn gái cũng không có nữa. Dần dần cái cũng 3-4 tháng sau đó bạn gái là trách em mà không còn quan tâm với bạn gái nữa. Em hiểu giúp anh, cũng mới ra trường phải đi lập nghiệp, cũng phải đi học hỏi, tại vì đang người ta đang đào tạo em, mình đâu muốn ngủ ngang được. Từ đường Tây Ninh mình cũng về quê, ít nhất phải về từ 4 đến 5 ngày mới có thời gian được đi xe ở quê nữa. Mà thời gian đó thì không được nghỉ, mới vào không được nghỉ gì như thế. Nên cái lỗi thổi làm như thế. Cuối cùng thì bạn gái quyết định là không còn quan tâm nữa, thôi chia tay. Có lần nữa ngày lập gia đình em có về. Đám cưới rồi, có mời em. Về luôn cũng vậy. Thì về chứ, đúng rồi. Về chứ phải nhìn với người mình từng thương, hạnh phúc rồi mình đúng không? Rồi. Về xong rồi mình ra đi. Cao thượng quá ha. Bữa đó xỉn không à? Dạ xỉn, anh uống với chú rể xỉn luôn. Uống chú rể luôn? Uống luôn. Trời ơi. Mà chú rể tốt không? Đó, tốt. Chú rể tốt đúng không? An tâm đúng không? Mỗi thứ hai thì cô bạn nó khoảng năm 2019. Cô bạn là sinh viên bên thực tập. Để cho chính tay em đào tạo hướng dẫn luôn. Ồ. Dạ. Này, thì lúc đó thì bạn vào, bạn nó nhỏ hơn em nhất khoảng 4 tuổi hoặc 5 tuổi. Chính em là người chấm điểm với bạn bài thảo luận, bài báo cáo tốt nghiệp của bạn á. Rồi em đi theo em học hỏi và cũng có nhắn tin qua lại, sau đó mới con điện thoại rồi mới quen nhau. Nó khoảng 1 tháng em ít nói chuyện lại với nhau. Các bạn hỏi bạn là nữ kia thì sao ít nói lại, do công việc, bị áp lực công việc nhiều quá mệt, nhưng mà muốn nghỉ ngơi thôi. Nên là em cũng thấy lo rồi. Thì có cái việc gì ít là bình thường, nó vẫn con nhau suốt, mà hết giờ là về con thôi. Chừng 3-4 tháng sau thì bạn dừng lại. Tôi từ đây nên em xin nghỉ 2 ngày. Em chạy qua tới Đồng Nai, em xuống lọc thì bạn ấy là em quen với một anh kỹ thuật của trong trại. Rồi, xong luôn. Sao mà cách lòng nữa? Đúng rồi, mà kế bên, mà lúc đó là học như thầy vậy thì thích thầy đúng rồi, 6 tháng nhưng mà giờ về làm kia nó lâu dài hơn chứ giờ thầy ở xa quá. Rồi. Có cuối cùng cũng vừa chia tay cuối năm này đó. Anh chung ngành thú y của em giới thiệu. Cũng là chung ngành thú y. Và bạn ấy đang làm bên Phước. Cả hai thống nhất với nhau và chính em phải đi về tới quê một xin hai bác quen tìm hiểu. Xin hai bác của bạn nữ đó. Về là đứng đang ngồi ăn cơm khoanh tay xin hai bác là con với em quen nhau, rồi bác tạo điều kiện cho con với em tìm hiểu. Tuy nhiên đùng hết vừa qua Tết xong các bạn nhờ chia tay. Và chia tay với lý do là cũng không hợp nhau, em nói chuyện không nói gì cả bạn nữ, có thể là em không tốt điểm nào đấy.
Nhưng mà lần đó thì bạn nữ đó có gặp lại người yêu cũ. Em không dám khẳng định là có quen lại người yêu cũ hay không. Nhưng mà người yêu cũ có tác động nhắn tin với bạn ấy. Con người sinh ra không bao giờ là gọi là hợp. Có thể cố gắng vì nhau để thay đổi, vun quán cho nhau thôi. Nhưng mà em vẫn quyết định là chia tay. Tại vì bạn ấy nói là cái mối tình của bạn ấy quen phải 10 năm rồi. Là bạn trai trước 10 năm mà vẫn bỏ, huống chi em có 1 năm bỏ luôn. Trời, không biết 10 năm à? Rồi, cái sau đó hai bạn nói vô tình gặp lại rồi ôm lại kỷ niệm xong rồi em 10 năm không gặp. Em đi ra rìa luôn. Tưởng tình đã cũ. Xong cái lúc đó em cũng tâm sự thật, làm bị stress tâm lý luôn ấy. Em làm về em mất ngủ. Tại sao? Em không biết, em suy nghĩ cái em nằm xuống là em không ngủ được. Sáng thức 2-3 giờ cái đi làm đâu nổi đâu, mờ mờ như bay vậy đó. Qua tháng sau cho về phải nghỉ phép, về nhà thăm nhà, ở nhà với mẹ, đi thăm anh chị em, bạn học cũ rồi vậy thôi. Nó vui đã như vậy đó hả? Dành thời gian lâu quá mình đã đâu trại có gì. Ba mối tình nhưng mà tôi rút ra là thấy bạn này rất là đàng hoàng, nghiêm túc. Mối tình nào cũng có xin phép, cũng phải chia tay, cũng phải tìm hiểu tại sao, đến tận nơi nhậu chú rể rồi đối chuyện với kia đàng hoàng. Nói chung là em là cái người muốn mà biết đâu đó nó phải rõ ràng. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn gái trong tương lai mình là tìm người như thế nào nè? Trưởng thành chút xíu thôi, đừng có mè nheo nhiều quá. Ví dụ như mè nheo nhiều, anh ơi mở mắt ra, anh ơi em muốn nói thẳng lúc này thì em cũng đành chịu rồi. Có công việc gì cần để anh sẵn sàng, em sẵn sàng ốp trên kia nghỉ xuống 2-3 ngày. Nhưng mà không lẽ ngày nào cũng ngồi ra công viên ngồi hoài sao, thay vì để em đi làm đi một tháng một tuần á, xong ốp 5-3 ngày đi Bình Thuận đi du lịch thế vậy, chứ còn ngồi công viên trà chanh mấy cái kia thì. Nhưng mà bây giờ phụ nữ khổ một cái là người ta thích cái người bạn ông bên cạnh rồi, tối đi ăn đi uống đi chơi đồ này kia, vậy là em làm không được. Cũng có thể sắp xếp được, nhưng mà ví dụ một tháng em đừng một nghỉ tới 4 ngày là một tháng bóp 4 ngày xuống cùng bạn gái ở trại. Thế thứ bảy chủ nhật có được nghỉ không hay là xuống? Dạ, hiện luôn? Tại là em làm một tuần được nghỉ một ngày nhưng không nhất thiết là ngày chủ nhật, có nghĩa là ngày nào muốn trong đó nghỉ là nghỉ. Không báo trước sẽ cố gắng làm thêm một thời gian nữa rồi về ở chung, tìm mua cái gì nhà thuê nhà ở hoặc là mướn hoặc là tích góp lâu dài thì mình mua mình đất xây cái nhà nhỏ hơn. Ưu tiên thì em ưu tiên cho người yêu em, cho bạn người yêu em chọn. Hay, bạn này rất rõ ràng, tương lai ổn định. Chàng trai đó là thẳng tính. Đâu, em nói chuyện nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng cuộc tình của em cho anh nghe coi. Em chưa có mối tình chính thức nào hết. Chứ là những mối tình là mối tình gì? Kiểu như đang tìm hiểu với nhau thôi, cảm thấy không hợp nên em không quen. Có một cuộc tình mà gọi là mập mờ anh. Nhân gian dưới dưới mập mờ hả? Dạ đúng rồi. Rồi sao nè? Thì từ cái lúc đó là em cảm thấy là mất tin tưởng vào bạn nam, nên em sẽ dè chừng hơn trong mọi mối quan hệ. Em sẽ tìm những cái người mà em cảm thấy chắc chắn và tương lai nó sẽ lâu dài hơn thì em sẽ quen. Còn những người mà em cảm thấy không chắc chắn thì em sẽ không quen. Mới tiến tới còn cái anh kia thì mập mờ là cái mối quan hệ mập mờ nó bao nhiêu lâu? Cũng tầm 1-2 tháng anh, rất là ngắn. Nhưng mà vô tình em là người thứ ba nên em bây giờ em rất là sợ. Em sao biết được em là người thứ ba? Em thấy trên Facebook anh, nó người ta bạn của cái bạn đó tát tên bạn đó vô thì em mới biết. Em thích mẫu người đàn ông nào nè? Cao, có ngoại hình xíu, dễ nhìn á, có công việc ổn định. Thích mẫu người đàn ông chung thủy không? Dạ đương nhiên là thích rồi anh. Rạch rồi không, chứ bên bển là tôi thấy có ông anh rất là chung thủy đó. Ảnh mới đi làm lại, anh mới ổn định lại thần kinh thôi đó. Ảnh ổn lắm. Ủa mà vậy nè, anh thấy cái bánh kem nó để chữ gì? Chữ gì vậy? Em đọc giùm anh coi. Dạ cái này là cái kỷ niệm ngày hôm nay á anh. Có kỷ niệm ngày hôm nay. Anh hy vọng bánh kem này chắc chắn sẽ có chủ ha. Nào giờ em chưa đón sinh nhật với người bạn nam nên em muốn như vậy. Hồi dạ. Đó giờ là chỉ cô đơn một mình hoài. Dạ, tự một rồi. Mình mua bánh đó kem về tự thổi đèn cày. Không, có bạn em nhưng mà không phải là bạn trai. Dạ. Bây giờ mình sẽ hỏi ý kiến người thân nha. Hồi đầu mình đã thấy có người lớn ngồi phía dưới rồi. Dạ chào cô. Dạ sẽ hỏi là hôm nay cô đi theo là ủng hộ cho bạn nào vậy? Cô đi theo là ủng hộ cho bé Hiền. Cô là gì của bé Hiền? Hồi nãy giờ dì theo xem chương trình thì dì có suy nghĩ như thế nào, chị cảm nhận như thế nào về hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay ạ? Dì thấy ai sẽ hợp với lại Thu Hiền hơn? Thấy hai chàng trai này thì ổn định công việc, công ăn việc làm thì chắc gì em thấy em thích hợp hả? Dì thấy không ai thích hợp á? Không có gì nói thiệt luôn á, dì thấy không thích hợp đâu. Mà dì biết cái ý của Thu Hiền muốn như thế nào không?
vì thấy là Thu Hiền thích mấy người to cao, lực lưỡng. Còn hay hai bạn này thì thấy nhỏ bé quá. Dạ đó. Nó không gì phải nói vậy cho nên mới hiểu chứ tự nhiên gì nó không hợp, mình đâu biết không hợp cái nào. Rồi, cảm ơn dì ạ. Còn em gái. Xin chào chị Cát Tường, chào Hứa Minh Đạt, chào hai em ở trên. Chị là chị cũng như là chủ của Kim Tuyến. Tại do là nhà Kim Tuyến thì ở Bình Thuận, cho nên là trong đây thì không có người thân, nên cái gì nó cũng hay chia sẻ với chị. Tại do là nó ở chỗ của chị luôn, mình hiểu về tính cách của nó. Thứ hai là mình biết là cái hoàn cảnh nó cũng khó để tìm được bạn trai, cho nên đi hôm nay mình rất là ủng hộ. Chị nghĩ là cái bạn mà ngồi ghế đỏ như chương trình sắp xếp á Kim Tuyến, thì chị thấy thật sự là bạn đó từ cái bước ra cho tới cách bạn đó ngồi, cách bạn đó trả lời, cách bạn đó nói chuyện và kể cả công việc, thì chị nghĩ là chị cảm thấy rất là phù hợp với em. Nếu chị là người thân và chị có quyền quyết định thì chị sẽ ủng hộ cái mối quan hệ này. Và kể cả cái giờ giấc nghỉ cũng vậy. Tại bên chị một tuần chị cho nghỉ đúng con ngày đó. Mà nếu như cái ngày đó nếu mà hai em có thể sắp xếp được với nhau thì ngày đó hai em tự chọn ngày nghỉ được, không nhất thiết là phải chủ nhật. Thì cái đó là cái phù hợp. Hay quá. Nãy giờ chị lo lắm á, tại vì chị lo cho em ở xa chị lo, hiểu không? Em cũng lo cho lo, em đó. Mà bây giờ có người đi theo, người nhà, người thân đi theo mà nói vậy nó đỡ được 50% rồi đó. Chị lo lắm á. Và bây giờ đây chúng ta sẽ mở cửa trái tim. Thể hiện luôn chứ còn gì nữa. Nào mình có kỷ niệm gì đúng tranh thủ với chứ. Lần đầu anh gặp có rồi, nó có hoa này. Cao mà này, nó cao quá trời nè. Trời ơi, bé kia bây giờ con có xích xác vô. Xác vô hả? Dạ không nấu chứ. Cao quá trời luôn, ngon lành không? Được không chị? Được không? Dạ được, có nghĩa là từ lúc bước ra là mình đã thấy là hai đứa nó phù hợp rồi. Bánh đó, tặng. Wow. Em có cái ngồi dưới đây em có suy nghĩ chút xíu, nó hơi có ý kiến xíu ha. Trùng hợp là ngày hôm nay bé Tuyến bên em nó lại suy nghĩ là nó muốn mua bánh kem, và cái mong đợi á là sẽ có ăn bánh kem sinh nhật cùng với một người bạn trai, tại vì bé nó chưa có bạn trai. Rồi bạn này á thì sinh nhật mới qua có 10 ngày. Hôm nay thì bạn này là ôm một bó hoa rất là đẹp, bé Tuyến thì có một cái bông, có nghĩa là có sự trùng hợp và nó có cái gì đó một chút duyên. Chị hy vọng rằng hai đứa sẽ có một cái sinh nhật muộn nếu như mà hai đứa chọn nhau nha. Wow. Ra thì em sẽ tặng cho mỗi người một cuốn sách. Dạ thì đây là câu chuyện hôn nhân. Bạn sắp tới có thể nếu mà tiến tới hôn nhân với một ai đó thì có thể đọc những cuốn truyện này để có thể tìm hiểu thêm. Đây cuốn sách Hy vọng thì em nói vui thôi, ví dụ như hôm nào đó mà mình tháng không có KPI đó thì mình có thể có hy vọng để tháng sau mình bán hàng KPI tốt hơn. Ủa mà sao lại, tại sao lại tặng anh này là câu chuyện của hôn nhân mà tại sao anh này lại tặng hy vọng? Bạn này với bạn áo đỏ, hai bạn này rất là hợp nhau nên là em nghĩ là cuốn sách này cũng sẽ giúp cho hai bạn là đến với nhau. Wow, hôm nay toàn là những người sâu sắc không à. Cảm ơn em. Rồi, bây giờ cảm nhận của hai chàng trai như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mở ra? Thì em thấy bạn thì cũng khá xinh, không biết nói gì hơn. Trời đất ơi, cái gì mà ngồi khép nép khúm núm vậy? Chân xeo gì kỳ á. Hơi nhát gái tí anh. Rồi, còn Trung Hiếu thì sao nè? Bóp bàn tay. Bóp bàn tay luôn rồi. Bóp bàn tay. Gặp hai bà nữ tim đập nhanh nữa. Cố lên, cố lên. Để quên là thuốc gì vậy? Thuốc gì? Thuốc cho anh hút trợ tim. Trời ơi. Ngay thuốc nhà có thuốc mà không quên em. Trời ơi. Chào bạn nữ cái lên nha. Chào anh Đạt. Rồi sao? Nói chuyện đi chứ chào hoài vậy. Cái cảm xúc đầu tiên của em như thế nào khi thấy hai bạn nữ? Em dân của Huy hội thì muốn giác người dưới rồi, giác người ta lên luôn rồi. Muốn giác người dưới rồi, giác người ta lên luôn rồi. Thì nói với cổ đi chứ nói với chị giác chứ. Gì? Trời ơi. Hãy quen ta nói như giỡn vui chút xíu cho nó giải tỏa chứ nè. Rồi bây giờ vui bây giờ hát nè, nghiêm túc nè. Nè, bây giờ thẳng bây giờ phải làm cái gì đó, biết hát không? Cũng được chút xíu à. Rồi cũng gửi đến chương trình hoài hát một vài câu thôi nha chị Hương, cái khác thường không khác. Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Có gì đâu hồi hộp, hát đi nè. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc. Anh sẽ không bao giờ như thế.
Anh sẽ cố làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên. Ổn chưa, trong người đỡ đỡ hơn chưa? Vẫn còn luôn. Mặc dù em hát là giọng em quá xuất sắc rồi, nhưng mà cái ý nghĩa bài hát nó xuất sắc hơn. Chị tiếp cho em miếng năng lượng qua bển, xin phép bạn gái được tìm hiểu, nắm tay, rồi xin phép được nắm tay. Rồi đón không anh đó. Đó. Nha. Cảm ơn chị. Đứng cho chú hả vậy? Xin phép chị chưa mà nắm vậy? Xin phép chị. Chấm cho 80% rồi em được quyền. À, em vẫn sẽ hát lại bài hát đó. Đừng quan trọng là cái lời bài hát nó có hay không, nhưng quan trọng tâm người hát nha. Dạ. Nhìn cổ đàng hoàng, nắm tay nhìn cổ đàng hoàng. Thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc. Anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên. Hay quá trời. Ổn không? Ổn chưa? Ủa rồi cảm nhận của em sao cưng? Em thấy bạn cũng dễ thương. Nói chuyện kiểu như là hài hước. Em thích những người mà nói chuyện cởi mở hài hước. Tại vì em cũng hơi nhạt đó chị. Bánh kem sao kìa, kỷ niệm ngày hôm nay gì kìa đó. Hôm nay em có bánh kem tặng cho anh. Thôi cảm ơn. Kỷ niệm ngày hôm nay là chúng ta được gặp mặt. Nếu mà có duyên thì em muốn sinh nhật năm sau thì có thể đón cùng với người yêu. Và nếu Tuyến cho anh cơ hội thì tất nhiên anh sẽ cố gắng, anh sẽ làm được những điều đó. Cảm nhận của em như thế nào? Em thấy bạn cũng ít nói và cũng dễ thương, ngoại hình ok ạ. Dạ, chắc là chưa phải là mẫu người của em. Là giống như dì nói vậy phải không? Em thích bự cao to phải không? Không phải bự cao to mà ý là một người biết quan tâm, chăm sóc. Ví dụ như bạn thì thích chơi game thì lại không có phù hợp với em. Nhưng quan trọng là ít nói quá là không có thể hiện được. Người lớn tuổi nữa. Không phải là lớn tuổi nữa mà vấn đề là họ trưởng thành trong suy nghĩ. Dạ đúng rồi. Anh ghế màu xanh, anh ngồi im quá, anh ghế màu xanh. Thể hiện tài năng ca hát gì hay là sao nè? Cho nó thoải mái đi nè. Em thì cũng không có cái tài năng gì nữa. Trời, hát thì em hát dở mà em cũng hay quên. Tôi ca không hay mà tôi đàn nghe cũng dở luôn đó hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, rồi làm sao lấy vợ? Cái thiếu của em là cái sự toát ra mình làm cái sự tự tin. Đó là thật sự chị muốn chia sẻ với em vì em còn trẻ lắm, tương lai còn rất là dài. Chắc chắn mình sẽ thành công trong công việc cũng vậy, trong tình yêu cũng vậy. Ngay cái trong công việc em cũng phải tự tin thì em mới sale bán được hàng chứ. Tự tin lên ha. Nhớ nha. Hồi nãy giờ nói vòng vòng đây, bây giờ em hãy nói trực tiếp qua cái hướng bên kia. Thì bây giờ làm sao để mình giữ lửa trong tình yêu? Và cái thời gian đi ra ngoài của em cũng ít nữa. Và Tuyến cũng như chị trao đổi là cũng ít. Và quan niệm sống hiện tại ở độ tuổi 30 này thì anh chỉ cần là có cũng vài thứ thôi. Có một công việc ổn định, có một người yêu thương. Để yêu thương sau nói chuyện, quan tâm, chia sẻ sau những ngày là sau hết giờ làm việc mệt mỏi. Và có một nơi để trở về, hiện tại thì nhà thì anh chưa có. Lập gia đình thì cái vốn lập gia đình thì hầu như là ra trường, lúc nào đi làm là em cũng bắt đầu tích góp luôn rồi. Thì đến thời điểm này cũng nó đủ thì không biết là đủ hay là thiếu, nhưng mà tự tin của em mà chắc có thể là đủ. Nói với bên kia tăng thuyết phục cậu, bây giờ hỏi ý cậu, em có thể chia sẻ cho anh biết suy nghĩ của em không? Đây là những cái trao đổi mà anh nói với Tiến, thấy Tiến có những cái gì cần trao đổi lại với anh hay không? Nếu mà sau này đến được với nhau á, anh có thể sắp xếp công việc và vào Bình Thuận được không? Thì bắt buộc cái người phụ nữ là phải đi theo anh. Anh nghĩ sao về việc đó? Vấn đề về đi xa thì về là nam mà anh phải ưu tiên. Nếu mà đến được với nhau thì nên ưu tiên cho người yêu của anh. Và đặc biệt nếu mà xa hơn nữa là vợ của anh thì được quyền ưu tiên. Đấy, sẽ đi theo để lập nghiệp. Để nếu mà về đó mà di chuyển về là thật sự quan điểm của em, nếu mà về cùng với người yêu, cùng với vợ lập nghiệp ngoài kia. Nếu đã cưới rồi thì tạm thời xin phép cha mẹ vợ cho ở tạm thời một thời gian cho phụ cái tiền trợ với cha mẹ vợ. Và cả hai sẽ làm kiếm cái phần riêng nào đó. Xây riêng đó. Và ngược lại quan điểm của em, nếu về em là em cũng không cho em vợ người yêu hay là vợ em làm dâu. Cực lắm, đám giỗ đám quải là dâu cực nên em không thích. Bạn này rõ ràng quá, kế hoạch sắp xếp rõ ràng quá. Em thương vợ lắm, mẹ sống em với em, còn sinh ra em, nuôi lớn em, nhưng mà người sống cả đời với em là vợ của em. Có món quà anh tặng riêng nha, bạn áo xanh. Đây món quà.
Này này cũng là bánh nhưng mà nó khác hơn tí. Bánh đặc biệt hơn tí, người ta cho mình chút niềm tin và hy vọng đó, đúng không? Mình là Thúy Kiều, hãy cùng mình trên Speed Couple nha. Bây giờ thì mời các bạn đặt tay vào cái nút bấm nè. Ở chiếc ghế của mình có những cái nút bấm, các bạn thấy không ạ? Và bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn hãy đặt tay nút bấm, hướng mặt về trước, nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Và bây giờ các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1. Em thương vợ lắm. Mẹ sống em với em, còn sinh ra em, nuôi lớn em, nhưng mà người sống cả đời với em là vợ của em. Chắc là chưa phải là mẫu người của em. Là giống như dì nói vậy phải không? Em thích bự cao to phải không? Không phải bự cao to mà ý là một người biết quan tâm, chăm sóc. Ví dụ như bạn thì thích chơi game thì lại không có phù hợp với em. Nhưng quan trọng là ít nói quá là không có thể hiện người được. Lớn tuổi nữa. Không phải, phải là lớn tuổi nữa mà vấn đề là họ trưởng thành trong suy nghĩ. Già đúng rồi. Và bấm. Hết thời gian à. Một khoảng lặng nữa. Vì sao em quyết định không bấm? Thứ nhất là em thì có cái cảm giác mà em thích ai thì sẽ gặp được ánh mắt đầu tiên thì em sẽ thích. Còn như anh bên ghế đỏ thì em cảm thấy là mình không có cái rung động nhiều. Dạ đúng rồi. Còn em? Em nghĩ là bạn rất là dễ thương, mà cái cách bạn nhìn em cũng rất là dễ thương. Em nghĩ là em muốn gặp bạn sau chương trình này để mình có thể làm bạn và kết nối với nhau. Chứ không phải chọn đúng không? Tại sao em bấm? Bạn cũng giống như cái mẫu người mà em cũng thích. Nếu như hồi nãy em nói những cái điều đó, có thể là bạn đã bấm nút rồi. Là mình tìm hiểu sau chứ không cần thiết là sẽ không bấm như thế này. Đây thì hồi hộp quá cái em quên hết. Khi nào mình thích mình phải quyết đoán hơn, mình phải rõ ràng, mình phải nói rõ hơn. Đó, hãy bắt chước anh này nè, nói quá trời đó. Cuối cùng người ta cũng không bấm. Cảm xúc của em sao? Mình cũng buồn một xí vậy. Nhưng mà không sao hết. Tại vì thật sự ngày hôm nay á, khi mà chương trình này phát lên á, thì chắc chắn với em là ai cũng cảm nhận được là em rất là chân thành. Chị thấy em rất là rõ ràng, rạch rồi, có định hướng tương lai thế này. Mọi thứ là một cái người đàn ông chuẩn để có thể lấy làm chồng. Tuy nhiên tình yêu nó đôi lúc nó còn là cảm xúc nữa. Chị tin rằng một người như em chắc chắn là sẽ có được một cái người bạn gái cũng như là một cái người vợ như ý muốn của mình. Bây giờ thì thay mặt cho chương trình, chị Tường xin gửi tặng cho mỗi bạn đó là một phần quà, là một sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Xin gửi tặng đây, cho các em nha. Em. Đối với những cặp đôi mà thất bại thì đừng lo nhé, vì chương trình cũng dành cho các bạn một phần quà, đó là gói premium của ứng dụng Speed Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện, sẽ giúp cho các bạn độc thân cũng sẽ tìm kiếm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này các bạn sẽ được tư vấn bởi những ông mai bà mối rất là duyên dáng nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speed Couple đã đồng hành cùng chương trình. Ứng dụng Speed Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speed Couple, có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn đó. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.